Anh hôm nay cửa hàng Ma Trang lại về được thêm hai con máy phát điện nhé, về được hai con máy phát điện hàng mini sách tay rất là nhỏ nhẹ, rất là đẹp nhé. Hai con này thì đến từ thương hiệu của hai con Subaru này, rất là ngon, hàng 4 thì nhé, cực kỳ là nét luôn đó. Hàng này thì cho điện áp ra là 100V đó, có thể dùng những cái biến áp lên 220 sử dụng rất là ok nhé. Những con này thì hàng sách tay, hàng mini, phù hợp cho các bác nào hay đi phượt, đi picnic, làm lên trên đồi, lên nương dài ngày, hay là làm công việc như kiểu là ngoài bờ đầm, bờ ao đó. Đấy, thì mình vác những con này ra phát điện rất là ok, phát điện rất là ok nhé. Hàng cách âm nhá, hai con này là hàng cách âm rất là êm đó, hàng 4 thi. Bên tay trái này thì con này là Subaru đây. Mã của nó là Subaru nhé, generator, đấy, động cơ Subaru sản xuất rất là đẹp này. Con này máy móc bên trong đẹp nhá, vỏ ngoài thì nó hơi bị xước xát, thì máy móc bên trong rất là đẹp luôn. Như con bên số 2 này thì đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Đó, máy móc liền lạc, không móp méo, không bể vỡ gì hết. Rồi, thì giới thiệu con đầu tiên cho các bác nhá. Con này thì mã của nó SG550, nó là 0,55kW nhé các bác nhé, 0,55kW. Với cái công suất như này thì các bác làm công việc như kiểu là nấu cơm, hay là các bác dùng quạt, dùng bóng điện gia đình thì rất là ok, đề phòng khi mất điện. Và đặc biệt những cái con này thì rất là dễ dàng cho bác di chuyển. Và đặc biệt động cơ nó êm ái, rất là nhỏ nhá. Đó, đây thì lát em sẽ báo giá là gồm cái máy phát điện này thôi nhé các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu mua thêm cái biến tần lên là 220 đến 220 thì các bác liên hệ sau các bác nhé. Đó thì em sẽ chỉ báo giá là cái máy phát điện này cho các bác thôi. Thì con này thì nó có hai tần số này, 50Hz và 60Hz nhé các bác nhé. Đây các bác điều chỉnh trực tiếp tại công tắc đây này. Đó. Con này thì trọng lượng của nó rơi tầm 13-14kg. Đây. Với cái tần số là 50Hz thì cường độ dòng điện ra là 4,5A, còn 60Hz thì cường độ ra nó sẽ là 5,5A các bác nhá. Đây nó có hai đầu cắm ở đây này. Đó, hai đầu cắm chờ này. Đó. Thì công tắc điều chỉnh tại đây nhá các bác nhá. Đây là run này, đây là run nhá, vận hành, còn đây là stop. Chốc này là đi để các bác đóng e các bác nhá. Đó. Cái này khởi động thì bằng giật ở tay. Đây, giật thì nó rất là nhẹ nhàng thôi các bác nhá. Đó, như con này thì em báo giá anh em là đi máy móc thì đã dọn nổ ok cho các bác hết rồi nhá. Con này đi giá là 2 triệu bao phí ship cho anh em nhá, 2 triệu bao phí ship. Đó rồi. Em sẽ test con này cho bác nhá. Máy móc thì chạy báo êm cho bác luôn. Rất là êm các bác nhé, rất là êm luôn. Đó, rất là êm, rất là dễ nổ, hàng cách âm nổ rất là êm. Đó, vận hành nó rất là dễ dàng thôi, Đó, các bác nào mình đấu ra điện áp của nó là đi 220 thì cũng được, hoặc các bác nào thích những cái thiết bị của Nhật ấy, nhà có nhiều nhà thì sử dụng những thiết bị của đặt ra điện áp là 100V thì nó rất là an toàn. Rồi, con này giá 2 triệu nhá, máy móc đã dọn nổ ok rồi, là em bao phí ship đến tận đầu giường cho bác luôn, các bác yên tâm. Đó, ngồi ở nhà nhận máy nhá. Rồi, các bác thì đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Máy móc thì bao hàng riêng nguyên bản từ A đến Z cho bác luôn. Đấy, rất là thích hợp cho các bác nào mình sử dụng gia đình. Rồi, con số 2 này thì động cơ của nó là động cơ Fuji Jobin. Đó, mã của nó FG500. Con này thì máy cực kỳ là nét nhé. Máy đẹp xuất sắc luôn cho bác. Hàng chắc là thiếu cái thùng thôi. Đây, lỗ chỗ này là chỗ châm nhớt nhé. Châm nhớt này, động cơ 4 thì. Còn đây là đổ xăng. Xăng của nó thì nó hiển thị trực tiếp này trên này, khi các bác vận hành nhá, nó hiển thị trực tiếp là cái lượng xăng trong bình, rất là thông minh. Đó, con này rất là đẹp này. Con này thì hàng mới đến 95%, thiếu cái thùng thôi, xuất sắc luôn nhá. Đấy, những cái cầu chì của nó đây,
Đây là có hai đầu ra nhá, hai đầu ra điện áp. Cái này là sở hữu cái tần số của nó là 60Hz nhá, điện áp ra là 100V. Đấy. Cường độ dòng điện là 5A. Công tắc điều chỉnh thì trực tiếp cũng tại đây luôn các bác nhá. Rất là thuận tiện cho các bác. Con này thì cũng là giật cơ. Nói chung là những cái máy bế này thì sử dụng cái trang bị chụp giật là hết thôi. Đó, và những cái máy mà các bác sử dụng những công sở kia nó to đùng ấy, thì là người ta mới sử dụng cái bộ đè thôi. Rồi. Rất là đẹp. Con này thì đi picnic các kiểu thì khá là ok nhá. Những cái máy của Nhật ấy thì cái điện áp nó ra rất là ổn định luôn, xin chuẩn luôn các bác nhá. Cực kỳ là ngon. Đấy, đây, mặt trước này. Fuji Zobin. Quá đẹp xuất sắc này. Con này thì giá thị trường nhá, giá thị trường các bác cứ tham khảo ở những cửa hàng khác nhá. Giá nó rất là mặn. Đấy, em báo giá công khai con này giá là 3 triệu bao phí ship cho anh em nhá. Đó, các bác nào không tin thì cứ tham khảo những cửa hàng khác đi. Đó, giá thì bao giá thị trường, bao đẹp cho bác luôn. Giá cực kỳ xuất sắc nhá. Đấy. Rồi, test con số 2, con Fuji Zobin thì giá đây em báo giá chỉ là cái bộ này nhé, không có bộ, chưa có bộ chuyển đổi từ 110 đến 220. Là các bác nào có nhu cầu thì mình mua thêm. Đó là các bác nào ở nhà ấy, có những cái bộ chuyển áp của Liwa ấy, nó cũng sử dụng được thì các bác chỉnh ra biến áp ra khá là ok. Rồi, test nổ này, con này công suất là 0,5 kW nhá, 0,5 kW FG500. Test con số 2 cho anh em. Đây giật này, trắng tươi luôn này, rất là đẹp. Con này thì đẹp xuất sắc rồi. Rất là êm. Cái đổ rất là êm nha các bác xem. Êm như mặt hồ phẳng lặng luôn. Cực kỳ là êm nhá. Đó. Đối với những con máy như này thì các bác sử dụng ấy, các bác sử dụng trong gia đình thì các bác không lo là máy nó ồn nhá, rất là êm ái luôn, có cách âm cực kỳ là xuất sắc nhá, có cách âm luôn. Rồi, con này giá là 3 triệu em báo giá công khai, báo ship tận nhà cho bác nhá. Đó, bác nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ tiếp qua số điện thoại 0976 12330. Cảm ơn tất cả người theo dõi video, xin chào tất cả mọi người.